Những ngày qua, tâm điểm truyền thông Hàn Quốc thuộc về sự vụ say rượu lái xe của rapper nhóm BTS Suga. Ngày 23 tháng 8, Suga đã chính thức trình diện tại Sở Cảnh sát tiếp nhận điều tra. Nam rapper thành khẩn cúi đầu xin lỗi công chúng, đồng thời cam đoan sẽ phối hợp hết sức với cảnh sát. Sau đó, Suga viết thư tay nhận tội, một lần nữa xin lỗi người hâm mộ vì hành vi sai phạm pháp luật cùng những thông tin sai lệch trong phản hồi trước đó của mình và công ty quản lý Big Hit. Vướng scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp Suga và BTS lao đao không ít, Suga bị công chúng chỉ trích, một bộ phận fan tẩy chay yêu cầu rời nhóm. Mới đây, Suga đứng trước lo ngại bị cấm sóng tại Hàn. Cụ thể, nhiều khán giả tinh ý nhận ra hình ảnh Suga đã bị đài cáp GVN làm mờ khi một bức ảnh của BTS xuất hiện trong show thực tế. Ngoài Suga, khung hình có ca sĩ nhạc chót Kim Ho Jung cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu phong sát nam rapper vì vi phạm pháp luật say rượu lái xe. Động thái mạnh mẽ của đài GVN khiến fan BTS không khỏi lo lắng. Năm 2025, BTS dự kiến sẽ comeback đầy đủ đội hình nhóm. Nếu Suga không rời nhóm, vụ việc hiện tại có khả năng ảnh hưởng đến công cuộc quảng bá của BTS trên các đài quốc gia. SYBE hiện chưa phản hồi gì thêm về làn sóng yêu cầu Suga rời nhóm. Tại Hàn Quốc, nghệ sĩ say rượu lái xe thường phải hứng chịu sự ghét bỏ từ công chúng. Nhiều người thậm chí còn lụi tàn cả sự nghiệp. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.